Hôm nay là ngày thứ hai Đà Nẵng tiếp tục chuyển trạng thái áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Vào sáng sớm, tại bãi biển Đà Nẵng, nhộn nhịp người dân thành phố tắm biển, hoạt động thể dục thể thao. Cuộc sống người dân dần trở về trạng thái bình thường như trước, nhưng vẫn không chủ quan phòng chống dịch. Nhiều người dân đã có mặt tại bãi biển từ lúc 5 giờ sáng để tắm biển, tập thể dục và chơi thể thao. Các dịch vụ trên bãi biển đều hoạt động trở lại. Hầu hết người dân thành phố đều cảm thấy rất phấn khởi khi được tắm biển và hoạt động trên biển như trước. Đồng thời họ cũng cho rằng điều này phản ánh công tác phòng chống dịch của thành phố đến bây giờ có hiệu quả. Bên cạnh đó, người dân đến bãi biển vẫn ý thức và không buông lỏng các biện pháp phòng dịch. Sau khi cái dịch COVID-19 mà theo chỉ thị 16-19 ngày hôm qua là được nới lỏng, mùa người dân Đà Nẵng là một cuộc sống mới rất là phấn khởi, nhưng mà trang đó không được tiếp xúc quá 30 người. Nhưng mà cái sự đi biển cũng không có lơ lỏng, nhưng mà phải đề phòng cảnh giác cao, mang khẩu trang, sát khuẩn trước khi xuống biển. Thì mình thấy là mọi cái phòng chống cũng là rất là sát sao, với lại tuyên truyền. Sáng sớm mở mắt ra là đã thấy xe đi tuyên truyền rồi. Rồi mình cũng thường xuyên là đọc các thông tin, mình cũng hiểu. Thế nên là mình nghĩ là cái việc là phòng chống ấy thì thành phố phòng chống, nhà nước phòng chống, nhưng mà bản thân mình cũng phải luôn luôn cảnh giác, mình cũng phải cùng chung tay mình phòng chống. Lực lượng cứu hộ vẫn luôn túc trực để đảm bảo sự an toàn của người dân. Theo ghi nhận của nhóm phóng viên chúng tôi, lượng người đổ về bãi biển tăng đáng kể, nhưng ít hơn so với cùng kỳ các năm trước, chủ yếu là người dân địa phương đến bãi biển. Hiện Đà Nẵng đang trong trạng thái có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh thấp, không có ca nhiễm mới, nhiều ca dương tính khỏi bệnh và xuất viện, nhiều hoạt động đang dần được khôi phục. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn rất khó lường, nên người dân thành phố cần nghiêm túc thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch khi ra ngoài đường để bảo vệ chính mình, gia đình và cộng đồng.